chào tất cả các bạn ạ. Chào mừng các bạn đến với video tiếp theo của mình, tôi là chơi game Zombie từ Tsunami. Trước tiên mình sẽ vào chọn quân để hôm nay chơi các bạn. Video này sẽ chơi các bạn nhé. Và mình sẽ chơi con các màu bay này đi các bạn ơi. Sẽ hoán đổi cho chim ma các bạn nhé. Và tiếp theo mình chọn một con nữa. Vâng, chim biến hình như các bạn ơi. Chim biến hình sẽ đổi ra con gì đẹp. Rất nhiều xu luôn. Wow, rồng quá này, rồng lên. Tsunami rồi này. We'll be right back.
Tiếp theo mình sẽ được thưởng 3 viên thuốc xanh nhau nha. 3 viên thuốc xanh có tác dụng là khống chế tất cả những phương tiện đi trên đường các bạn nhé. Ok, 120 nào. Thank you.
Tiếp tục 111 não của anh.
sáu não và video của mình cũng kết thúc tại đây các bạn nhé. Các bạn thấy hay nhớ like và ủng hộ mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại. Ok, 116 năm.